món ngon cùng vị. Bad Ladders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới, hân hạnh tài trợ chương trình này. Cao Chí nhất nhất nghe được khẩu lệnh, không cười đùa. Liền nghe em nói nè, bất cứ một thử thách gì cũng phải làm được. Đúng. Nhưng nếu không làm được á thì bọn mình phải chấp nhận. Em không đau, mọi người cũng không đau, cố lên. Tôi tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, tôi sinh ngày 159/2/3, ấp Định Phong, xã Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Tại sao chị bắt buộc công chị phải sử dụng nó đấy? Dạ tại vì mồ hôi mình đi hành quân ở ngoài nắng, nách sẽ ra mồ hôi và... Là đồng chí có bị gọi là cái bệnh? Tôi không hôi nách, tôi không bị hôi nách. Mời Vi Tú. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn tất, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành báo cáo chuẩn bị hết. Nhắc lại đồng chí Tú nghe rõ rồi. Các đồng chí có quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hay không? Quyết tâm! Thưa đồng chí chỉ huy, thưa đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí Tú, chú ý, quá trình trả lời câu hỏi hoặc quá trình phát biểu có chí sai, không à hoặc ờ. Cao chí sử dụng cụm từ xin lỗi, tôi nói lại. Đó, báo cáo đồng chí trung đội trưởng, khi tôi quan sát Duy Khánh và anh Độ, và đồng chí Độ, tôi xin lỗi, tôi nói lại. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động và tôi cảm thấy trách nhiệm và công sức của ông cha ta ngày xưa thực sự rất lớn. Và tôi là thế hệ thời nay, tôi cảm thấy sau bài tập huấn luyện này tôi càng phải có nhiều sự quyết tâm và gìn giữ bảo vệ Tổ quốc nhiều hơn bằng nhiều cách. Cũng quên dần quên ước mơ của anh. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có được bữa cơm đó. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Có đồng chí nào sợ bóng tối, sợ nước lạnh, sợ nước bẩn không? Hết. Không được rồi. Tiếp đi. Ông trở đầu cao, quyết tâm, chiến thắng. Giỏi quá luôn rồi. Nằm xuống.
và tôi tin tôi cùng tất cả đồng đội sẽ chiến thắng trong tất cả thử thách tiếp theo. Hết. Món ngon bùng vị. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới, hân hạnh tài trợ chương trình này.